Xin chào các bạn. Sáng nay cả nhà Liam đã có mặt tại bờ biển Quy Nhơn ha. Liam thì mới xuống biển, còn Su ở trên bờ này. Liam mới xuống biển, mới lên nước không à. Buổi sáng biển Quy Nhơn đẹp lắm các bạn ơi. Nước rất là trong xanh nè. Su đang đi nè. Đó, ba Liam với Su. Liam ra ngoài biển rồi kìa, Liam đang bơi kìa. Su xuống nước. Con ướt Su nha. Su ơi, lên bờ đi con. Bây giờ 6 giờ rưỡi sáng rồi các bạn. 6 rưỡi sáng nhưng mà trời nắng rồi. Hôm nay trời nắng đẹp lắm. Để mình quay một vòng bờ biển Quy Nhơn cho các bạn xem nha. Bên này là núi nè. Phía trên này là Gành Ráng nè các bạn. Các bạn nhìn thấy chữ Gành Ráng không? Gành Ráng Tiên Xe á. Trên đó là có bãi trứng nè. Rồi có khu Gành Ráng ở trên đó ha. Trên này là trên bờ. Mình quay một vòng cho các bạn xem nha. Thường là buổi sáng khoảng từ 4 rưỡi đến 5 giờ người ta đi tắm biển đông lắm các bạn. Bây giờ 6 rưỡi rồi. Bây giờ 6 rưỡi thì họ đi về hết rồi các bạn. Còn một ít người thôi. Không có tắm biển thì người ta tắm sớm. Bây giờ nắng rồi các bạn. Phía bên kia là đường Xuân Diệu. Dọc đường Xuân Diệu là có rất là nhiều nhà hàng, khách sạn ở bên đường Xuân Diệu ha. Còn bên này là biển nè. Liam đang bơi. Liam đang bơi. Cuối tuần là mình dẫn Liam đi tắm biển. Tại vì bữa nay gần tới mùa hè rồi. Cho nên là đi tắm biển tốt ha. Su đang đi trên bờ kìa. Su đang đi. Đang xa xa kia có một số mấy cái sổng nè các bạn. Bây giờ mình sẽ qua bên đó mình quay mấy cái sổng cho các bạn xem nha. Ba Liam đang mầm Su. Su nó xuống dưới đất là nó có thích đi xuống nước rồi các bạn. Nó xuống nó dọc nước á. Sợ ướt đồ. Bây giờ mình sẽ qua chỗ mấy cái sẫm để mình quay cho các bạn xem nha. Đây là các cái sổng mà để ngư dân đi ra biển nè. Bắt cá đó các bạn. Đây nè. Đó, các bạn thấy bên trong là lưới không? Đó, lưới nè. Đây là những cái đồ nghề mà ngư dân họ ra ngoài biển họ bắt cá ha. Cái sổng này chắc đi khoảng được 2-3 người á. Bên kia. Bên kia thì có nhiều sổng hơn. Để mình qua bên kia ha. Mình qua bên kia mình quay cho các bạn xem nha.
bên này sóng rất là nhiều. Ban đầu mình không có biết đó, mình nói cái này là cái thuyền nhưng mà không phải, dân biển họ nói cái này là cái sóng nha các bạn. Đó, này có hai cái ba cái mái chèo này. Đó, các bạn xem này, có hai cái mái chèo này ha, để họ chèo đi. Trong này có mấy cái dây, mình không biết dây này để làm gì ha. Có hai mái chèo, một mái chèo to, một mái chèo nhỏ. Ngoài này có khoảng mười mấy cái sóng á. Đây nè, mời đi các bạn xem này. Đó, buổi tối thì dân biển họ ra họ bắt cá ha. Bây giờ buổi sáng họ đem cái sóng vô trong bờ, họ neo trong bờ này các bạn. Các bạn thấy họ cột kia, cột trên mấy cái thềm á, có mấy cái dây cột á để họ giữ lại ha, khi mà nước lên rồi nó không có bị trôi mấy cái sóng đi ha các bạn. Dọc trên bờ là họ neo những cái chiếc sóng này, mình quay cho các bạn xem này. Bây giờ mình sẽ quay lại chỗ biển ha, chỗ Liam đang tắm. Su với Ba Su đang lại chỗ chiếc sóng đầu tiên như này các bạn. Dưới này có một số mấy con chim này, nó đang đi ở dưới đất này các bạn. Thấy mình tới là bay rồi ha. Bây giờ trời nắng rồi, quá nắng luôn. 7 giờ kém buổi sáng nhưng mà nắng là nắng ha, trời nắng lắm. Su với Ba Su đang đi xuống chỗ Liam. Liam bơi lên rồi nè. Liam ơi, Liam có thích lại xem mấy cái sóng không Liam? Liam ơi, Liam có thích lại xem mấy cái sóng không? Liam mà thích mấy cái sóng này lắm. Mấy hôm trước là có mấy cái sóng mà bây giờ nhiều sóng ha. Đó, bây giờ Liam với lại Su với Ba Su lại chỗ mấy cái sóng ha. Thì Liam nó thích mấy cái sóng này lắm các bạn. Đợt trước đó, bên kia này có hai cái sóng á, Liam mới kêu lên nó chơi. Đẹp quá trời luôn á. Cái đó gọi là cái gì vậy? Đây Liam. Cái thúng mà. Cái đó là cái thúng mà bà. Cái này gọi là cái thúng đó các bạn. Cho mình quay gần các bạn xem nha. Cái đây là cái mái chèo nè. Đây, cái mái chèo để chèo nước ra ngoài biển đó các bạn. Cái này nó bị khổ. Su tắm biển luôn kìa các bạn. Ước mình Su hết rồi, Su nước biển sao mặt đã dữ vậy. Su nước biển. Trời ha rồi. Khói gì ra nữa. Khói nước lắm. Bây giờ mình đang tắm chiếc xe kìa các bạn. Trong này Su với Ba Su đang ở bên bờ. Cái video cũng khá dài rồi, bây giờ mình xin phép các bạn mình đưa Su với Liam đi về ha. Chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Nếu các bạn thấy video vui thì các bạn hãy ủng hộ kênh của Nghệ Su 8X nha.